Bà chơi Việt Nam cặc nhỏ, bà đi lấy cặc bự đó. Con à, con giỡn hoài nè. Nói tiếng cái ở với anh Nam là hạnh phúc nhất. Có những người đã sống nội tâm đó mới hiểu. Đúng rồi chị, đúng là sống nội tâm mới hiểu nha. Đó. Chị cái gì con, cái gì vậy? Sao đi hỏi của mẹ, của mẹ sao nhỏ vậy? Cái gì sao sao nhỏ nhỏ hả? Nghiêng dậy với mẹ ở nha. Nghiêng ở với mẹ không? Ngang ở với mẹ không? Sao mẹ không có sữa trời? Cái thằng ơi, mẹ mà không có sữa. Ba có sữa, mẹ không có sữa. Nó nói ba có sữa, mẹ không có sữa. Nhiên ơi kìa, đâu có chị, cái thằng mà làm cho em á, cái gì con? Mẹ, con hết chị này. Con hết gì? Chị này à. Con thích chị đó đó hả? Trời ơi trời mới nè, bà coi con thích chị nào, đưa mấy cô coi coi con thích chị nào. Thích chị này. Đâu quay cái mặt rồi vô coi. Thích chị này, mẹ ơi con thích chị này. Thích chị này nha. Con thích chị này đó hả? Mới bà lớn mê gái rồi. Mới bà lớn con tôi mê gái rồi nghe. Mẹ ơi con thích chị này. Rồi này vậy là chắc cú à, không có bóng à. Mẹ con thích chị này, thấy con thấy không? Giờ cái bà này, cái bả cái có duyên quá à, cái không có bắt cái được cái thủ phạm hả chị? Thì có đăng lên mạng đó chị. Mấy đứa nhỏ nó giỡn quá rồi chị, dễ thương, đúng rồi. Cố lên mọi người chia sẻ với em nha, lâu lâu em mới về với chồng em đó. Chồng em mỗi lần em qua là chồng em mặc áo à. Chồng sợ qua Facebook thôi cái chết rồi. Nên về ở dưới Nam để hạnh phúc hơn chị. Chị có Nam là cái với các con là thương mẹ thôi. Mẹ cái cho bọn trẻ cái đâu chú Hùng. Bị mù đội mày, giả chạc cái mặt mày à. Tao là mẹ bọn trẻ nè. Hỏi khơ cơ mà. Cái công an, cái Việt Nam, cái mình có giỏi cái lắm chế thì cũng đặt vào hy vọng thôi chứ biết sao giờ. Chị ơi, da đẹp quá, thấy tội nghiệp quá à. Cái chị cái quá, cái thương cái người. Đúng rồi, rất là thương người chị. Đây, cái này là căn nhà bé nhỏ và căn nhà bé bỏng của ba Nam. Ừ, quên nó ăn cơm. Ông ăn cơm chưa? Ôi, trời ơi, chứ giờ đói à. 2 giờ chiều ăn cơm chưa? Bụng bự quá trời, bụng bự rồi ba. Bụng bự à, chị có chị có nghe chứ tiếng Tàu. Ừ. Đây là em cho mọi người coi nè, cái này là cái nhà này, là cái nhà này bên đây là của ba Nam. Ba Nam ngủ ở bên đây. Ba Nam ngủ bên đây. Tại vì cái nó tới 2 căn mà, một bên đây là ba Nam ngủ nha. Ba Nam ngủ bên đây, rồi bên đây là cái căn để cho nó gặm, để cho các con nó chơi. Còn bên đây là căn nhà riêng. Đó. Ba Nam lâu quá là ngồi với ba Nam chút xíu coi. Ba Nam ơi, ba Nam ngồi chút xíu. 5.000 người đang xem livestream cho anh xin một like mấy chị ơi. Mấy chứ 5.000 người đang xem livestream cho anh xin một like nha, một lượt chia sẻ nha mấy chứ. Lâu lâu em mới về với ba Nam đó. À, cái giống cái mẹ giống cái mơ trai, dòng mơ trai. À, sao cái bị mắc kia chị ơi, nó nghe nè mấy chị ơi, em mắc em đau lòng lắm mấy chị đừng chửi em nữa được không mấy chị? Coi như em mơ trai đi, em lỡ lần này đi mấy chị. Cái ba mẹ rồi hả? Bớt rước mấy cái thằng tào lao về đi. Trời ơi. 18k cái 24. Dạ 18 nha chị. Chứ còn cái thằng cái con thứ sáu đâu. Bà nội giữ, là mẹ của ông Nam giữ, thằng Tăng thì ở với em, là tổng cộng là 5 đứa đó. Không ai bằng Nam hết. Gì nè chị? Để tôi ca gì để bà hiểu. Thuở xưng thời em đã trao hết cho người ta, giờ tàn phơi Nam xin nhận về làm bảo vật. Chắc chẳng còn ai đến đây giành giật, không lẽ đời Nam mãi chịu thiệt thôi. Cái gì đó. Cái trai trẻ cái bỏ cái hết rồi, giờ cái về với Nam. Tao về mày cũng chửi tao, mà tao không về mày cũng chửi tao nữa. Còn tao làm sao cho mày vừa lòng hả? Dạ thiệt, cái theo mày suy nghĩ sao thiệt á. Cái bé cái chim cánh cục đâu rồi? Bé chim cánh cục ơi, đâu
bé chim cánh cụt. Chim cánh cụt đâu rồi? Chim cánh cụt ơi, Nhiên. Nhiên bữa nay hết cánh cụt rồi. À con áo vàng là con đen. Con đen là con gì quên mẹ, con An An. Còn cái con An Nhiên là con chim cánh cụt. Còn đó là năm lùng, nó quậy hồi xưa sữa nó quậy tôi quá trời quậy luôn rồi đó. Ừ. Cái họ cái gà cái nhà cái biết cái thằng nào đó cái đào mỏ cái đâu rồi đi về rồi chị. Ý nó lấy vàng đi hết rồi chị, tiện dòng em mà chị, cũng như là Nam rất tốt đó chị. Dạ em biết chị, lên đây ngồi với Nam à. Ừ. Trời ơi cột tóc quay vậy hả? Ừ Kiều Anh nói dạ em nghe nè chị. Mọi người ơi, mọi người, cái này là thuở xuân thời em đã trao hết cho người ta. Giờ tàn phơi Nam xin nhận về làm bảo vật. Nhiên ơi, nè chim cánh cụt nè. Chim cánh cụt chào coi. Hello, lại đây ngồi với mẹ nè. Nè. Giờ. Dạ. Gia đình mình ngồi cho nó vui vẻ coi. Gia đình mình ngồi cho nó vui vẻ. Bây giờ 5.000 người đang xem livestream cho em xin một like nha mấy chị ơi. Cua đi cái thấy cái người ơ, cua đi thái, của đi thái ngự. Trời ơi, đọc bánh thằng tao đọc giết bà nội tao lủng não luôn. À, bây giờ 5.000 người đang xem livestream cho em xin một like. Cái gì? Sẵn em đi con đi chút đi gỡ tiền luôn á. Ừ, bữa đó hên nó không lấy tiền, lấy tiền hết là chết luôn rồi. Ơi cho cộng với thông buộc cái đầu con lên đi anh. Cái thùng cái đầu thùng vàng thôi. Cái đầu thùng thùng không cục gì con, cục gì nè, cho nó khỏe cho nó mát đó, cục vàng. Cục nhẹ thôi. Đó. Cục gì nè nó mới mát nè. Cái gì đầu thùng vàng thôi. Tôi kêu Nam anh nó sợ lắm á. Tôi ở trên Nam mà tôi kêu Nam anh Nam nó sợ lắm. Tôi mà kêu Nam anh gần Nam sợ lắm. Không biết bị gì. Ấy, nó nói là tôi có lỗi đó. Đúng rồi. Thuở xuân thời Nam thấy ca gì nè. Thuở xuân thời em đã trao hết cho người ta. Giờ tàn phơi Nam xin nhận về làm bảo vật. Chắc chẳng còn ai đến đây giành giật. Mẹ hát cái gì? Mẹ tâm kinh đó con. Cái gì? Mấy đứa nhỏ dễ thương. Mấy chị cho em xin một like nha. Tặng cho em một like và một lượt chia sẻ nha chị. Nam dọn cơm cho em ăn, bữa nay ăn cơm với Nam. Ơ không có ăn cơm mình mà Nam nấu nha. Ui da chết rồi té. Trời ơi con ơi là con cơ kìa. Ta về cái tắm ao ta. Đúng rồi, dù trong dù đục cũng là ao nhà hả. Cái về cái gọi mọi người cho em xin lượt chia sẻ mấy chứ. À cái về cái gì đẹp lắm vậy hả. À cái Nhiên cái tóc dài. Cái gia đình hạnh phúc. Sống giỏi Nam. Sống giỏi Nam là tốt nhất. Sống với Nam là tốt nhất đúng không? À, ai lấy vàng của chị em có đăng lên mạng đó chị. Bé giống ba quá à. Nếu có trả vàng lại nên nên tiêm thêm hết đi. Là gì? Từ thiện. Nếu có trả về lại hết đi từ thiện đúng không? Bà nói vậy đúng không? Đi từ thiện hả? Nếu mà có trả vàng hết đi từ thiện đúng không? Mà đi từ thiện dùng ngoài không đi từ thiện dùng miền Tây nha, tại vì miền Tây em làm nhiều à. Cái cố lên chị ơi. Dạ chị thích học anh với Nam các con vậy hả? Mọi người chia sẻ với em đi, thấy Nam hiền đó, cái quay cái một vợ cái một chồng à, cái ông cái cột cái tóc cái con gái à, cái lá cái rụng cái về cội nhé chế. Em chúc chế với anh Nam hạnh phúc vậy hả? Ừ. À, cái thằng Nghĩa kìa ơi, bà chồng Quỳnh Như kìa ơi, bà coi đây con chồng cu đen nó quánh bà lội cái lồn mà nghe bà ấy, bà chồng Quỳnh Như cu đen đâu rồi. À cái chị cái mắt cái gì? Dạ chị mắt 30 trên 30 cây vàng. Chị mắt là trên 30 cây vàng nghe em, cho nên là chị dạ đúng rồi chứ. Cố lên chị ơi, cái gia đình hạnh phúc. Em tới 5 đứa con hạnh phúc lắm, quán quýt hạnh phúc lắm. Bây giờ mấy chị chia sẻ giùm em, bây giờ 5.800 người đang xem livestream đó. 5.800 người đang xem livestream đó mọi người ơi, mọi người chia sẻ với em đó chứ. Các cục lớn đẹp gái quá, các con em hả? Không, đâu có Nghĩa đâu có lấy vàng đi mấy má. Cái bộ cái chế khóc hả? Không, chế không biết khóc nha. Chế là trời, ngày xưa em theo dõi chị xưa tới giờ mà, chị bao giờ chị có nước mắt đâu, chị biết khóc đâu. Chị chỉ khóc trong tâm thôi, trong tim thôi. Đau tự chịu nha. À, cái anh Nam hiền quá vậy hả?
Kiếm gì? Từ thiện miền Trung á chị. Ừ. Nghĩa nó lấy dặn chứ. Không, cái thằng kia không phải Nghĩa, mấy má đủ thường Nghĩa hoài. Con cơm chưa Nhi? Cái gì con? Chi chương cơm á. Nhi ăn cơm chưa? Mẹ đưa bớt con chén cơm nha. Ờ giỏi, mấy mẹ con tôi ăn cơm qua mấy chế cho em xin lượt chia sẻ. Làm sao mắc gì? Ăn cơm không ăn cải, ăn thịt không? Cái đó thịt bằm á vậy? Ăn canh hả? Đó cho ăn trứng không? Trứng không? Năm lùng ăn cơm chưa? Nè. Rồi trang nước canh với thịt cho con đúng không? Sao báo công chị vô chị mấy chị vô mấy chị hỏi em không báo công an hoài mắc cái số lượng cỡ đó mà em không báo công an sao được chứ báo chứ? Báo công an gọi chưa rồi nhưng mà mình mới thu thập lại những cái camera đó. Chỗ nó thụt ló rồi nó, mấy chị bởi vì người ta nói ăn trộm mấy chị nó gình mò nó thụt ló. Nó gình mò nó thụt ló nha, chị ô nó làm thấy ghê lắm. Giống như là nó muốn vô là nó hiếp dâm cái con trợ lý tôi đó. Ừ. Nè rồi gắp gì cho con ra. Gắp ra nè đũa đó. Cái gì con? Ơi mà con nhỏ này nó giống ông Nam thiệt luôn á mọi người. Mọi người ơi cái con Nhiên nó giống ông Nam thiệt luôn á. Con Nhiên nghe nó rất là giống ông Nam nha mọi người thấy sao? Rất là giống ông Nam. Ờ. Con Nhiên với ông Nam mà nó không chịu, con Nhiên nó không ở chịu vậy. Không chịu ở với em. Có nào chở mày không? Không ai, không đứa nào chở ở với em chứ có mình Tăng ở với em à. Trăng có chịu đâu, bắt ép buộc mà. À đừng có phê vàng nữa. À Nhiên ơi, Nhiên ăn cơm đi, cục vàng ăn cơm đi. Thật không, thật trăng nha. Con Nhiên lâu lắm mà không có chào mấy cô hết trơn á. Thật trăng, thật không? Thật ngon lắm. Ngon. Ông để đây nha, để ông ăn. Ông Nam là mấy bà nhiều khi mấy bà nói gì nè, nhớ nhiều khi tôi bỏ ông Nam, rồi tôi không bỏ đâu nghe. Tôi thương Nam nhất luôn á. Nhưng mà tại vì giống như là vợ chồng thì tạm xa nhau như buổi lễ trường. Em sẽ về xin phép nguyên đường cứ thêm chục chồng. À, cái lên cái Bình Phước cái làm từ thiện đi chị. Bà nội với người ta chưa có trả tiền, người ta chưa có lấy tiền được. Nó cho là từ thiện hoài. Ở đâu từ thiện bởi nợ giờ 200 triệu chi tốt chi hình sự từ 7 năm đến 10 năm. 1 tỷ thì như là khoảng 3 mấy năm. Gì đã. Hai thằng ở Sài Gòn mà nó ăn cấp có 40 nhà, mới có mấy bánh oxy 40 nhà, nó hết 3 tháng trời, cả tháng năm. Ừ. Có 40 nhà đấy. Mà máu của tôi ăn rồi.